Kính không dây với mình nhỉ. Bộ này nhìn rất giống bộ của MacBook nha. Và chuột rất là mỏng này. Đúng chuột Magic Mouse của MacBook rồi. Và phím cũng khá là mỏng. Gõ rất là đầm tay luôn. Thì cả chuột và bàn phím sẽ dùng chung một cái adapter. Đây, cái adapter này các bạn chỉ cần gắn cái đầu adapter này nắp pin cho cả chuột và bàn phím là sẽ dùng được nha. Nó sẽ dùng chung một adapter. Nhìn rất sang nha, rất phù hợp cho bạn nào mà dùng văn phòng hay là dùng để ở trên bàn làm việc.